Dạ vâng, xin mến chào quý vị và các bạn. Trở lại thông tin mình cập nhật thêm diễn biến mới và thông tin mới liên quan đến vụ bốn nữ tiếp viên hàng không đã xách 11 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam. Và ngày hôm qua thì vì sao công an thành phố Hồ Chí Minh lại trả tự do cho bốn nữ tiếp viên này trong khi đây là một chuyên án đại lớn của À, vấn đề liên quan đến một đường dây một tổ chức buôn lậu ma túy lớn từ nước ngoài về Việt Nam, nhưng tại sao cơ quan chức năng lại trả tự do cho bốn nữ tiếp viên này? Việc trả tự do không hẳn là đồng nghĩa với việc là tạm tha hoặc à, nữ bốn nữ tiếp viên này không có tội, nhưng cơ quan chức năng trả tự do nhưng vẫn giám sát các cái di biến của bốn nữ tiếp viên này để tiếp tục mở rộng điều tra về những người được cho là liên quan và để tìm người đầu nậu trong đường dây này. Đây là một chuyên án về ma túy bung lậu rất là lớn. Nhưng việc trả tự do cho bốn nữ tiếp viên này chắc hẳn cũng có một vấn đề và nguyên do vì sao thì chúng ta có thể theo dõi một trang thông tin trên trang báo của công an được chia sẻ ngày hôm nay. Về việc vì sao công an trả tự do cho bốn nữ tiếp viên này? Thưa quý vị, vào ngày 17 tháng 3 thì Chi cục Hải quan Tân Sơn Nhất cũng đã chuyển giao hồ sơ vật chứng của vụ việc đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục khởi tố vụ án điều tra làm rõ bản chất của vụ việc để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan. Thưa quý vị, tổng Cục Bộ Công an cho biết ngày 22 tháng 3 năm 23 thì cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ việc vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam. Đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án vận chuyển ma túy trái phép. Thưa quý vị, tại sao công an lại trả tự do nhưng vẫn ra quyết định khởi tố vụ án này. Đây là một chuyên án mà thấy rất là lớn nhưng đến hôm nay thì chúng ta thấy rằng chưa đủ căn cứ cơ sở để kết tội và khởi tố bốn tiếp viên này bởi vì các tiếp viên này khai nha rằng nó là vô tình không biết và vận chuyển hàng nhờ và giúp cho một cá nhân chưa được biết tên. Cho nên việc trả tự do không hẳn là các tiếp viên này không liên quan, nhưng cơ quan chức năng vẫn theo dõi và giám sát chặt chẽ các hành vi, hành động tiếp theo của bốn nữ tiếp viên này để tiếp tục mở rộng điều tra. Và ngày hôm nay thì cơ quan chức năng lại tiếp tục bắt thêm hai nghi can nữa và hai nghi can này đang được cơ quan chức năng điều tra cho nên chưa được công bố danh tính. Thưa quý vị, các diễn biến diễn ra vào lúc 8 giờ 45 ngày 16 tháng 3 năm 23 thông qua công tác soi chiếu hàng hóa thường nhật tại chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Trần Sơn Nhất đã phát hiện một lô hàng hóa khoảng 60 kg gồm 4 vali của các tiếp viên như Trần Thị Thu Ngân, Võ Tú Quỳnh, Nguyễn Thanh Thủy và Đặng Phương Văn có nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Sau đó Cơ quan điều tra đã phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an và phòng cảnh sát điều tra tội phạm công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra và phát hiện trong 4 vali ngồi các vật dụng cá nhân có tổng cộng 327 tiếp kem đánh răng chưa mở nắp có nhiều nhãn hiệu khác nhau, mỗi tiếp được đựng trong một hộp giấy riêng lẻ và 17 chai nước súc miệng qua công tác tiến hành kiểm tra bên trong các tiếp kem đánh răng nêu trên thì cơ quan điều tra phát hiện thêm 157 tiếp có chứa tổng cộng là 11.284,57 gram ma túy các loại Cantamina và MDMA. Đến ngày 17 tháng 3 năm 23 thì chi cục cảnh sát hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ và vật chứng của vụ việc đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền. Căn cứ theo kết quả điều tra thì vào ngày 21 tháng 3 năm 23, cơ quan cảnh sát điều tra đã họp và đánh giá toàn bộ tài liệu chứng cứ thu thập được và đối chiếu với các quy định của pháp luật. Bước đầu xác định khi bốn tiếp viên hàng không nêu trên đang lưu trú tại Pháp thì có một đối tượng người Việt Nam nhờ chuyển hàng tiêu dùng là 327 tuyếp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng về Việt Nam qua đường sân bay Tân Sơn Nhất để gửi cho người nhà. Thưa quý vị, đây là một cái diễn biến và tình tiết mà chúng ta có thể đặt nhiều nghi vấn và nghi ngờ đối với bốn nữ tiếp viên này. Chúng ta cũng đã biết ngành tiếp viên thì trước khi vào con đường tiếp viên của mình thì các nhân viên tiếp viên này được đào tạo qua trường lớp rất kỹ về việc mà có thể là phát hiện phát giác hoặc là những vấn đề liên quan đến các đường dây buôn lậu ma túy các cái vấn đề này phải được đào tạo bài bản nhưng việc mà các tiếp viên này cho rằng vô tình và không biết những cái À, gói hàng đó có chứa ma túy thì đó là điều hết sức vô lý và hiện tại thì tất cả những vấn đề này đang được sự điều tra chặt chẽ của cơ quan chức năng việc thả bốn tiếp viên này không hẳn là là bốn à, tiếp viên này không có tội nhưng chắc chắn rằng trong vấn đề này bốn tiếp viên này sẽ là người liên quan trực tiếp đến vụ việc này thưa quý vị các tiếp viên này đã nói rằng không biết bên trong 327 tiếp kem đánh răng mình vận chuyển này và có 157 tiếp đã bị đối tượng trà trộn và cắt dấu ma túy, do vậy chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Và đây là tình tiết mà cơ quan điều tra đã khẳng định cho rằng bốn tiếp viên này chưa đủ căn cứ để khởi tố hình sự, bởi vì khi khám xét Tại nhà riêng của các tiếp viên này thì cơ quan chức năng không thu giữ bất cứ một vật chứng nào liên quan đến ma túy cả. Cho nên đây là một cái yếu tố để khẳng định là chưa đủ căn cứ để khởi tố hình sự bốn tiếp viên này nhưng cơ quan điều tra vẫn khởi tố vụ án về việc vận chuyển ma túy này và các tiếp viên này vẫn đang nằm trong tầm ngắm và sự điều tra của cơ quan chức năng. Và đến ngày 22 tháng 3 năm 23 thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả tự do cho bốn tiếp viên hàng không nêu trên. Và hiện nay thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy để điều tra làm rõ bản chất của vụ việc và xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật. Để cảnh giác với thủ đoạn của các loại tội phạm trên các chuyến hàng không, theo cục cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy trong những năm gần đây, các chuyến hàng không nổi lên là tuyến trọng điểm về ma túy phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng vận chuyển trái phép ma túy qua đường hàng không ngày càng tinh vi và xảo quyệt hơn và thường xuyên thay đổi nhằm đối phó với các biện pháp kiểm soát của cơ quan chức năng. Bên cạnh việc sử dụng các phương thức thủ đoạn đã từng bị phát hiện như trà trộn, ngụy trang, cất dấu trong các mặt hàng, thực phẩm chức năng mỹ phẩm gần đây lực lượng chức năng còn phát hiện thủ đoạn cắt dấu trong máy móc và các thiết bị đồ gia dụng hồng qua mặt lực lượng chức năng hoặc đóng trong các gói vật phẩm chứa định dạng để che giấu như à, chocolate và các túi à, cà phê thưa quý vị qua các vụ vận chuyển ma túy qua đường à, hàng không được phát hiện cho thấy hầu hết các vụ đều nằm dưới sự kiểm soát của người nước ngoài và đã hình thành các tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia các đối tượng buôn bán đã lợi dụng gửi qua đường hàng không về các hành lý sách tay của khách hàng nhập cảnh xuất cảnh du học sinh, người đi công tác tại nước ngoài. Đặc biệt, có những vụ việc các đối tượng còn lợi dụng người nước ngoài mắc bệnh hiểm nghèo để vận chuyển ma túy và nhập cảnh vào Việt Nam. Thì đây là các hành vi rất là tinh vi của các cái đối tượng mà buôn bán ma túy chuyên nghiệp đã lợi dụng các cái trường hợp liên quan đến các cái chuyến bay ở nước ngoài này mà đã trà trộn vào để gửi hàng bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của loại tội phạm ma túy này đã từng triệt phá nhiều chuyên án ma túy trên các chuyến bay hàng không đại tá phạm văn trình nguyên phó cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho rằng đối với vụ bốn tiếp viên hàng không việt nam đang bị phát hiện sách ma túy về nước để có căn cứ xử lý thì cơ quan điều tra phải có nghĩa vụ chứng minh tội phạm bằng việc lấy lời khai, thu thập tài liệu chứng cứ, xem xét, đánh giá toàn bộ thông tin trong vụ việc nhằm xác định các nữ tiếp viên này có biết đây là chất ma túy hay không, về hành vi của nhóm tiếp viên có đủ yếu tố để cấu thành tội phạm hay không. Tuy nhiên, từ vụ việc cũng giống lên một hồi chung cảnh báo cho người dân là phải cảnh giác với thủ đoạn vận chuyển ma túy qua tuyến đường hàng không này trên thực tế thì nhiều vụ việc cho thấy bọn tội phạm ma túy này không từ bỏ mọi thủ đoạn nào thậm chí à, gấp lửa bỏ tay người lợi dụng vào sự ngây thơ non trẻ và thiếu hiểu biết về pháp luật của một số sinh viên và các thành viên người lao động Việt Nam đi học tập lao động ở nước ngoài đã gửi hàng và có chứa ma túy để cho các em chuyển ra nước ngoài Điển hình như vào tháng 7 năm 2015, cục cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy đã nhận được thông tin từ liên bang Nga thông báo về việc Nguyễn Văn Thông, sinh năm 1994, quê ở Nghệ An, đi học tập và lao động ở Nga trên chuyến bay Hà Nội đi Moscow. Trong hành lý của Thông có 10 gói cà phê G7 có chứa ma túy Cảnh sát Nga đã bắt giữ khởi tố thông để điều tra, đề nghị công an Việt Nam phối hợp để điều tra. Trên cơ sở tài liệu nêu trên, thì Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tổ chức điều tra và xác định được đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ Hà Nội đi Moscow do Phạm Văn Tài ở Hà Nội cầm đầu. Với thủ đoạn rất tinh vi, lợi dụng việc đi lại của các em sinh viên, người lao động từ Việt Nam sang Nga qua đường hàng không. Các hành lý chưa đủ trọng lượng, các đối tượng đã cắt dấu ma tí vào hàng hóa như các gói cà phê G7, rau, hoa quả, đồ điện tử gửi các em vận chuyển sang Moscow. Sau đó sẽ có đối tượng liên hệ ra sân bay để nhận hàng, nên nhiều trường hợp đã vô tình phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy đã bị cảnh sát Nga bắt giữ để điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật Nga thưa quý vị. Qua quá trình điều tra xác minh áp dụng rất nhiều các biện pháp nghiệp vụ với sự quyết tâm cao bằng việc bắt bằng được các đối tượng này giải đáp cho cảnh sát liên bang Nga và chứng minh hành vi vô tội của em Thông. Vào ngày 27 tháng 3 năm 2016, thì Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy đã bắt quả tang Triệu Quang Tùng vận chuyển một thùng cá tông đựng nồi cơm điện đến phố Chùa Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội, giao cho đoàn Thị Minh. Qua kiểm tra trong nồi cơm điện, cơ quan điều tra thu giữ 197,8 gram ma túy tổng hợp giấu ở dưới đáy nồi cơm điện. Qua khai thác mở rộng điều tra, cơ quan đã bắt Phạm Văn Tài là đối tượng chủ mưu Nguyễn Huy, Nguyễn Anh Tuấn và Phạm Thị Thơ. Theo tài liệu thì từ sáng 6 năm 2015 đến tháng 3 năm 2016, Phạm Văn Tài đã chỉ đạo các đối tượng rất nhiều lần mua bán vận chuyển ma túy từ Hà Nội đi Mexico để tiêu thụ với các thủ đoạn trên, với số lượng mỗi lần là khoảng từ 200 đến 500 gram ma túy. Vào ngày 21 tháng 11 năm 2016, thì cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C47 đã kết thúc điều tra vụ án đề nghị truy tố các bị can trước pháp luật. Không chỉ riêng vụ việc trên, ở chiều ma túy vào Việt Nam, vào cuối năm 2011, thì Chi cục Hải quan quốc tế sân bay Tăng Sơn Nhất đã phát hiện Trần Hạ Tiên là sinh viên năm thứ ba của một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh nhập cảnh qua chuyến bay QR688 từ Doha, Qatar về Việt Nam và giấu trong chiếc vali hai đáy với trọng lượng là 4,1 kg ma túy. Qua mở rộng điều tra thì cơ quan công an đã bắt giữ chị gái tiên là Trần Hà Duy cũng đang là sinh viên tham gia vận chuyển trong đường dây ma túy này. Theo lời khai của Trần Hà Tiên được sự giới thiệu của chị gái với thủ đoạn ngụy trang bằng cách Vận chuyển quần áo mẫu qua đường hàng không Nhân dịp nghỉ hè Tiên đã nhận hợp đồng với người đàn ông gốc Nigeria Có tên là Franky Đi Doha Vận chuyển với thù lao là 1.000 đô la trên một lần Ngoài việc nhờ em gái chuyển và thực hiện yêu cầu giao hàng của Franky Duy còn nhờ bạn là Quỳnh Ngọc Lợi vận chuyển chiếc vali có chứa 3,5 kg ma túy về Việt Nam. Sau đó lại tiếp tục chuyển sang Campuchia thì bị công an bắt giữ. Tuy nhiên qua quá trình điều tra cho thấy Lợi không biết trong vali có chứa ma túy nên chưa đủ cơ sở xử lý hình sự. Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã xác định Duy phải chịu trách nhiệm với 7,5 kg chất ma túy được giấu trong vali của Lợi và Tiên. Tính đến ngày bị bắt thì Duy và đồng bọn đã vận chuyển ma túy trót lọt cho Phan Krik 11 lần từ nhiều quốc gia. Đến ngày 27 tháng 3 thì tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Trần Hà Duy với mức án là tù trung thân và Trần Hà Tiên với mức án là 20 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Có thể thấy buôn lậu ma túy bằng đường hàng không đang ngày càng một tinh vi, mặc dù các cơ quan chức năng đang củng cố rất nhiều các phương thức để điều tra. Cơ quan truyền thông đã tuyên truyền về tác hại và các thủ đoạn đối với các đối tượng phạm tội ma túy qua đường hàng không. Nhưng một bộ phận người dân vẫn chưa hiểu, chưa nắm được pháp luật về phòng chống ma túy, về các thủ đoạn của tội phạm ma túy. Nhiều người cũng vì lợi nhuận trước mắt mà tiếp tay tham gia vận chuyển ma túy cho các đối tượng. Để đề cao cảnh giác khi được nhờ cầm và giữ đồ hộ tại sân bay. Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng đoàn luật sư Nguyễn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội thông thường thì những vụ việc người nhập cảnh bị phát hiện có cất dấu ma túy là rất bất lợi, không phụ thuộc vào ý thức chủ quan biết hay không biết có ma túy trong hành lý được người khác nhờ gửi việc xác định có tội hay không có tội được cơ quan điều tra chứng minh bằng các chứng cứ khách quan như các tin nhắn thông tin trao đổi và gửi hàng nhiều người vẫn nghĩ đơn giản là nếu không biết hàng thì không có tội và vô tư cầm hộ cầm giúp hàng hóa cho người khác tuy nhiên thực tế để chứng minh là cầm hộ cầm hộ đồ cho ai trả hàng hóa cho ai như thế nào sẽ rất khó khăn nếu như bị cơ quan chức năng bắt giữ các đối tượng chủ sở hữu hàng cấm có thủ đoạn hành vi rất tinh vi xảo quyệt và phòng ngừa các phương án nếu bị lộ đặc biệt đối với các tổ chức phạm tội xuyên quốc gia thường mỗi công đoàn là một số người thực hiện độc lập không biết nhau và chỉ liên lạc qua sim rác mạng xã hội vì thế gần như chúng ta không có bất cứ thông tin gì về các đối tượng nhờ hoặc các thông tin rất mờ nhạt không rõ ràng thậm chí là thông tin giả qua những vụ việc này các cơ quan chức năng và các luật sư một lần nữa khuyến cáo tuyệt đối không nhận giữ và không sách dùm hàng sách tay đồ ở sân bay cho dù người đó là hay có năng nỉ về hành trình hay hoặc là trình bày hoàn cảnh ra sao như quên ký gửi hành lý hay là hành lý quá căng hay đi đăng ký để ký gửi hành lý hay hoặc là đi vệ sinh thì bởi chúng ta rất khó có thể để biết được hàng đó là gì và chúng ta đã bị lợi dụng lòng tốt và rơi vào tình cảnh giúp người nhưng lại tự mình hại mình. Thưa quý vị, để không vô tình trở thành nạn nhân của tội phạm ma túy thì người dân cần trang bị cho mình những kỹ năng cơ bản khi đi máy bay theo cục hàng không việt nam thì quy tắc của ngành hàng không là um, hành lý đi theo người người đi đúng giấy tờ khi đi qua các khu vực làm thủ tục an ninh soi chiếu hành lý thì hành khách tuyệt đối không mang hộ đồ của người khác cần quan sát và đợi những người đã đi trước mình lấy xong hành lý của họ rồi mới đặt hành lý của mình lên băng truyền đảm bảo hành lý soi chiếu của mỗi cá nhân cần tách rơi không bị lẫn sang khai đồ của người khác để người dân hiểu và cảnh giác với thủ đoạn của tội phạm các cơ quan chức năng an ninh hàng không thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho người dân cảnh giác với thủ đoạn của loại tội phạm ma túy này. Đồng thời, cơ quan hải quan và các nhân viên hàng không cũng nêu cao cảnh giác, tích cực kiểm tra, soi chiếu phát hiện ma túy giấu trong các hành lý, trong người của hành khách khi xuất nhập cảnh để xử lý. Như vậy thì liên quan đến bài viết này, chúng ta thấy rằng đây là một bài học đắt giá cho những người khi tham gia trên các chuyến bay À, dù là chuyến bay nội địa hay chuyến bay quốc tế thì chúng ta cần phải cẩn trọng khi à, được người lạ hay hoặc là bất cứ một người nào nhờ sách hộ dùm hành lý hoặc vali thì chúng ta nên cẩn trọng biết hàng đó là hàng gì và biết người giao à, nhờ hộ đó là ai để chúng ta tránh à, tiền mất tật mang hay hoặc là tránh rước họa vào thân mình à, đó là các cái dấu hiệu mà chúng ta có thể thấy rằng à, các loại tội phạm ma túy này thường xuyên lợi dụng vào lòng tin à, của người dân hay hoặc là tra trộn vào à, các cái dấu hiệu để gọi là sơ hở và chúng có thể à, né tránh trách nhiệm của mình liên quan đến các cái vụ buôn bán ma túy lớn như thế này thưa quý vị qua bài viết này thì chúng ta một lần nữa lại thêm một sự cảnh giác và hôm nay thì chúng ta thấy rõ ràng việc cơ quan chức năng đã trả tự do cho bốn nữ tiếp viên này đồng nghĩa với việc là cơ quan chức năng vẫn tiếp tục giám sát các cái hành động tiếp theo của bốn nữ tiếp viên này và tiếp tục mở rộng điều tra các cái diễn biến tiếp theo ai là người chủ mưu và ai là người đứng đằng sau trong cái vụ án liên quan đến bốn nữ tiếp viên này thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi các diễn biến và thông tin tiếp theo từ cơ quan chức năng. Đến đây thì mình xin kết thúc thông tin này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành nhiều thời gian theo dõi. Xin mến chúc quý vị và các bạn luôn được bình an và hạnh phúc. Mình xin chào, thân ái ạ. À.